Dallas, Texas, một buổi diễn hành bằng xe lần thứ ba để ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã được nhóm người Mỹ gốc Việt và thân hữu tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020, xuất phát từ khuôn viên Chùa Đạo Quang, thành phố Garland. Sự chuẩn bị và hình thành để có được một buổi tổ chức thành công là sự phối hợp của những tấm lòng vượt qua ràng buộc tôn giáo, khác biệt cá nhân, cùng mục đích cầu cho sự bình an của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Một người trong ban tổ chức đã đến thỉnh cầu với Hòa Thượng chủ trì Chùa Đạo Quang để thỉnh cầu về ý nghĩa của buổi tổ chức diễn hành bằng xe ủng hộ Tổng thống đương nhiệm tái đắc cử nhiệm kỳ 2 để hoàn tất những kế hoạch đang còn dở dang. Sự cảm thông không phải trong cương vị lãnh đạo tôn giáo, mà là một người dân đang sống tại đất nước Hoa Kỳ, như Hòa Thượng chủ trì cùng các chư tôn đức đã cầu an cho Tổng thống Trump khi được tin vị nguyên thủ quốc gia bị nhiễm COVID-19 vào đầu tháng 10 năm 2020. Hòa Thượng cũng hiểu được một số tổ chức tôn giáo có quy chế 501C3, tức là hạn chế tham gia những sinh hoạt chính trị. Sư chủ trì và chư tôn đức hoàn toàn không tham dự từ lúc nghi thức tổ chức, ngay đến việc tháp tùng diễn hành. Chùa Đạo Quang đã có truyền thống từ bao nhiêu năm nay, luôn gắn liền với quê hương trong chiều dài lịch sử chống cộng và tri ân những anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày Quốc hận 30 tháng 4 mỗi năm là ngày ghi nhớ được sư chủ trì và chư tôn đức long trọng tổ chức cầu siêu đúng ngày những anh linh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, đồng bào vượt biển, vượt biên tử nạn. Sự cho phép nhóm người Mỹ gốc Việt và thân hữu tổ chức ngày diễn hành bằng xe xuất phát từ chùa Đạo Quang không có gì ngạc nhiên. Sân chùa luôn mở rộng và theo ý nguyện một số Phật tử mà đại diện là bà Mai được ban tổ chức mời phát biểu trước giờ khởi hành. Ngày 24 tháng 10 năm 2020, bầu trời trong xanh, không mây, nắng ấm. Sau ngày hôm trước thứ Sáu, trời mưa. Bước qua Chủ nhật và những ngày mưa lạnh kế tiếp, ban tổ chức tin tưởng ơn trên che chở và không phụ lòng những người làm việc có ý nghĩa. Hơn nữa, nhóm người Mỹ gốc Việt và thân hữu rất khó khăn tìm một địa điểm tổ chức sau hai lần tổ chức thành công tại địa phận hạt Tarrant. Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ 30 với nghi thức thường lệ là lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, phút mặc niệm. Nắng bắt đầu lên cao, cờ, biểu ngữ và nhiều màu áo nổi bật. Rất tiếc là hệ thống âm thanh không đầy đủ nên phần phát biểu cũng giới hạn. Về phía khách Mỹ có ứng viên White Hill tái tranh cử chức thẩm phán Court of Appeals khu vực 8 tại Dallas County thuộc Đảng Cộng Hòa. Ông cảm ơn ban tổ chức cho ông có cơ hội tiếp xúc với người Mỹ gốc Việt và kêu gọi sự ủng hộ cá nhân ông cũng như các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Ban tổ chức cũng đã mời ba đồng hương tiêu biểu qua lớp tuổi, cao niên, trung niên và một em bé trẻ phát biểu. Vị cao niên là bà Mai trên 80 tuổi, một công nhân SND và cháu của cô Bùi Nhi còn rất bé. Mỗi người đều cho rằng sự cần thiết tham gia ủng hộ Tổng thống Trump. Và cuối cùng, anh Nguyễn Kinh Luân đại diện ban tổ chức cảm ơn đồng hương hiện diện và nói lên ý nghĩa của cuộc diễn hành cổ động những người Việt dồn phiếu cho Tổng thống được tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Đoàn diễn hành xuất phát từ chùa Đạo Quang, đi về North Garland qua lộ trình dọc theo đại lộ George Bush, rẽ 78 sao, tiến về đường Beltline Road, qua trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, chạy ngang qua đường Jupiter trước trung tâm thương mại Cali Sài Gòn Mall và sau đó trở lại tại chùa. Gần 100 chiếc xe đủ loại nối đuôi nhau được hướng dẫn bởi Texas Defense Force. Dọc đường rất nhiều người ủng hộ nhưng cũng có vài sự chống đối lẻ tẻ. Theo như chương trình dữ liệu, đoàn xe và ban tổ chức về đến chùa Đạo Quang khoảng 1 giờ trưa. Tại đây các đồng hương còn ở lại chung vui bữa ăn nhẹ do sự đóng góp của nhiều người, đặc biệt quý chư tăng ni trong chùa, ông bà Trần Kỳ Minh, chủ nhân Lee's Sandwiches. Ba cuộc diễn hành bằng xe do nhóm người Mỹ gốc Việt và thân hữu tổ chức đã tạo cơ hội cho đồng hương tham gia và cũng để đánh dấu một bước ngoặt mới trong sinh hoạt cộng đồng. Khi cần thiết, cần phải dấn thân vào công việc chung,
tất cả đều có thể kêu gọi, không cần phải chờ đợi một tổ chức, hội đoàn và ngay cả tổ chức cộng đồng. Bài tường thuật của nhà báo Từ Nguyên, từ báo Người Việt Dallas. Truyền hình SVTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay có một buổi rally rất là lớn để ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa được tổ chức từ khuôn viên của Chùa Đạo Quang. Và thưa quý vị, và quan khách đến đây rất là đông cả Mỹ cả Việt. Và đứng bên cạnh của Thu Nga đây là tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng như là một người ứng cử viên. Và mời anh Phan Quang Trọng. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là ông chánh án Bill Whitehill của địa phận 5th District. Court of Appeals, và ông đến đây rất là sớm. Ông cũng chúng tôi thật sự ra chúng tôi mời nói chung thôi, nhưng mà không hiểu sao ông biết được tin tức và ông đến đây rất sớm. Không những ông đến sớm mà ông còn giúp cho chúng tôi sắp xếp thế này thế kia. Thành thử ra hôm nay chúng tôi cũng xin được phép hỏi ông vài câu. Hello, Mr. Whitehill. Hello, good morning. It's a pleasure to be here. Oh, that's wonderful. So, I know you are a current judge and you will rerun again this time. So. Tell us a little bit about the 56th Court of Appeals. Well, we are the largest independent court of appeals in the state of Texas. We have 13 judges, chief justice and 12. Three of us up for re-election this time. I'm one of the three. We all have Democrat opponents. The importance of our court. We all know that the rule of law is critical to everything that we do in this country. And we are the guardians of the rule of law, the protectors of liberty. Thomas Jefferson wrote in our Declaration of Independence that we are endowed by our Creator with certain inalienable rights, that among those are life, liberty, and the pursuit of happiness. But those rights are not guaranteed unless you have a strong, independent judiciary that is committed to protecting those rights. And we know from history what happens when you don't have a strong independent judiciary committed to protecting those rights. From the Soviet Union, the communists had a beautiful sounding constitution, but they didn't have judges that were committed to doing that. And we know what happened in Germany in 1933 when the judges went from becoming independent to an arm of the regime, and millions of people were killed in each instance. Our job is to make sure that everybody's rights are protected and have fair trials in that. And so we are just incredibly important to your life every single day, regardless of whether you have a case come through the system. Yeah. Kính thưa quý vị, ông vừa nói về cái hệ thống tòa án của Hoa Kỳ là một, phải nói là một cái điều căn bản để mà giữ cho cái nền hòa bình cũng như là tự do dân chủ của đất nước Hoa Kỳ. It's really great to see you, and I'm pretty sure I will invite you up there so you can share your thoughts. Yes. Yeah. Vâng, thưa quý vị, và tiến sĩ Phan Quang Trọng là một trong những người mà đứng ra tổ chức cái buổi rally này. Thì Trọng có thể là cho biết là về một cái câu mà người ta hay gán cho những người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa là cuồng Trump. Thì Phan Quang Trọng có thể là giải thích về cái việc này và có ý kiến gì về việc này? Dạ, cảm ơn chị Thu Nga và kính thưa quý vị. Vâng, chúng tôi cũng nghe rất là nhiều người đổ cho chúng tôi là những người mà ủng hộ Tổng thống Trump, là những người cuồng Trump. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi không ủng hộ cá nhân ông Trump, nhưng mà chúng tôi ủng hộ những cái giá trị, những cái gọi như là giá trị bảo thủ mà ông tranh đấu cho người Mỹ.
Chứ chúng tôi không phải là ủng hộ một cá nhân ông Trump, chúng tôi ủng hộ những chính sách của ông đã làm trong 4 năm qua. Như quý vị đã thấy về kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt về đối ngoại, chúng ta thấy là đất nước Hoa Kỳ bây giờ đã được nể trọng ở trên chính trường thế giới tại vì những công việc như của ông Tổng thống Trump. Dạ vâng. Vâng, và đây là lần thứ mấy mà nhóm thân hữu Mỹ-Việt đã có một cái buổi rally như thế này. Và theo cái sự mà nhận xét của Phan Quang Trọng thì cái việc mà đắc cử của Tổng thống Trump có thể xảy ra cỡ bao nhiêu phần trăm? Vâng, trước hết thưa quý vị, nhóm anh em người Mỹ gốc Việt và thân hữu, đây là lần thứ ba chúng tôi tổ chức cái buổi tập họp và diễn hành bằng xe để ủng hộ Tổng thống Trump. Hai lần trước chúng tôi tổ chức ở Houghton City, Fort Worth, và lần thứ hai chúng tôi tổ chức ở Arlington, và lần này chúng tôi tổ chức tại Garland, để chúng tôi mong mỏi là tất cả đồng hương của chúng ta trên toàn thành phố Dallas, Fort Worth đều có thể tham dự được. Và thưa chị, là một cái người mà ủng hộ những cái giá trị mà ông Tổng thống Trump đã tranh đấu cho chúng ta, thì em cũng rất là mong mỏi ông sẽ được tái đắc cử. Và theo như cái thăm dò của em cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là ông có cái cơ hội rất là lớn. Bây giờ em chỉ đưa ra một cái thí dụ là 4 năm trước, một người mà quá là nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm như bà Hillary Clinton mà còn bị ông Donald Trump đánh bại, thì ông Joe chắc là không phải là đối thủ của ông Tổng thống Trump, thưa chị. Vâng. Cảm ơn Phan Quang Trọng. Vâng, và chúc cái việc mà rally này thành công. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là ở trong cái parking lot của chùa Đạo Quang thì quý vị thấy rằng quan khách đến rất là đông, thì hôm nay cái buổi rally này hứa hẹn một cái chuyện mà rất là thành công. Và cái việc mà đi bằng xe rally thì là về cái lộ trình đó như thế nào? Dạ thưa, tụi em cũng nghiên cứu lộ trình rất là kỹ lưỡng thưa chị, tức là tụi em đi qua những cái khu vực thương mại, đặc biệt là những cái khu vực thương mại của người Việt Nam, và chúng em vẽ ít nhất là 5 cái lộ trình khác nhau, rồi gọi như là nghiên cứu từng cái lộ trình một, thì tụi em chọn cái lộ trình này. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu đó, thì tụi em sẽ phát ra cái chương trình lộ trình để mà quý vị có thể theo cái lộ trình đó. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi có, vâng thưa chị, có cái tổ chức Texas Defense Forces là cái tổ chức lo phần an ninh cho cuộc diễn hành ngày hôm nay. Họ đến đây với 4 xe cảnh sát và gần 10 nhân viên an ninh, và có cả nhân viên công lộ, tức là lái motorcycle đi theo cái đoàn diễn hành của chúng ta nữa. Vâng. Cho nên là cũng an toàn lắm. Vâng, vâng. Cảm ơn Trọng. Vâng thưa quý vị, và xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tường trình của chúng tôi tại khuôn viên của chùa Đạo Quang, buổi rally để ủng hộ cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa. Chúng tôi mời một vị nhân sĩ lão thành trong cộng đồng của chúng ta, đó là bác Vinh, lên đây để phát biểu vài lời với quý vị. Cháu xin mời bác Vinh ạ. Thưa kính thưa quý vị đại diện các đoàn Việt Nam Cộng Hòa đây, kính thưa tất cả các quý vị có mặt, và đặc biệt là ban tổ chức, và tôi rất quý vị cả hôm nay, các việc làm của anh em rất ý nghĩa, nhất là đối với cái việc mà bầu cử tổng thống sắp tới bây giờ. Đây là một cuộc tổng bầu cử không phải là chỉ ảnh hưởng cho nước Mỹ mà thôi, mà nó ảnh hưởng toàn thế giới, cái thế của thế giới bây giờ. Thành ra chúng ta phải chọn người mà có tầm vóc, mà người đó là Tổng thống Donald Trump. Tôi xin được phép mời một người bạn Mỹ của chúng tôi là ông chánh án Bill Whitehill. Ông hiện nay là chánh án của The 5th District Court of Appeal, và ông sẽ ra tranh cử lần này. Howdy all, good morning. My name is Bill Whitehill and it's an honor and a pleasure to serve you as... Thì vị chánh án này có nói cái vai trò quan trọng của hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Ông so sánh là ông nói là trong các nước cộng sản họ cũng có cái hệ thống pháp luật, nhưng mà thực tế hệ thống pháp luật của họ là cái tay sai của cái đảng cầm quyền. Chính vì vậy mà đất nước của họ lột bại. Và thưa quý vị, thêm một cái điểm mà chúng tôi rất là mến cái ông Whitehill này đó, khi mà ông đến đây, ông đến rất là sớm thưa quý vị. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi, trước khi chúng tôi bắt đầu buổi lễ, chúng tôi cũng xin được phép mời anh Huỳnh Công Ánh lên đây để phát biểu vài lời chia sẻ từ đồng hương của chúng ta, từ thành phố New Orleans. Huỳnh Công Ánh xin kính gửi quý vị lời chào thân mến, và thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh
và được đồng hành cùng quý vị trong cái ngày diễn hành có thể nói là cuối cùng cho cái ngày bầu cử 3 tháng 11 hôm nay. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta tới đây và bước chân của chúng ta đi hôm nay là một chọn lựa chính xác, bởi vì chúng ta chọn lựa một tổng thống anh minh luôn luôn yêu tổ quốc, yêu đồng bào và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Donald Trump. Người kế tiếp mà chúng tôi muốn cảm ơn đó là chị Hồng Lê của SNT Manufacturing. Chị Hồng Lê đã cho chúng tôi hơn 500 cái t-shirt như thế này. Và sẵn đây chúng tôi cũng xin mời quý vị là vào đón mua những cái t-shirt này để chúng tôi dùng tiền mà chúng tôi bán được những cái t-shirt và những lá cờ như vậy để mà đóng góp vào cái việc tổ chức. Và nếu chúng tôi còn dư thì chúng tôi sẽ đóng góp tất cả số tiền chúng tôi có được vào trong cái quỹ ủng hộ tổng thống Trump, và chúng tôi sẽ công bố tất cả những chi phí cũng như là tốn kém của từng tổ chức cho quý vị. Đồng xưa đã có trẻ rồi thì phải có già. Thành ra hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh là xin được giới thiệu một vị lão thành là một Phật tử của chùa Đạo Quang nên có chia sẻ đôi lời về cái ngày diễn hành tổng hộ tổng thống Trump ngày hôm nay. Xin mời cô. Kính chào tất cả bà con khắp nơi. Và tôi là Vương Thị Mai, pháp danh Đông Cốp, và tôi đạo hữu ở chùa Đạo Quang đây. Thành thật là cảm ơn cô chủ của tôi là Nguyễn Thị Thanh ở Sóc Mai, đường Cây Điện. Bà có tâm phát giác tinh thần, mua cờ, mua mũ, và tôi cũng không ngủ luôn. Tôi chạy sớm lắm để hô hào tất cả bà con trên Tràm Xóm để đi ủng hộ cho ông Trump. Bà con ai ai cũng đưa lên tinh thần ủng hộ cho ông Trump thắng bạc thắng, trăm phần trăm thắng. Và quyết liệt cảm ơn tất cả bà con cô bác nơi đây. Tôi là Vương Thị Mai thành thật cảm ơn tất cả, nhất là tôi cảm ơn cô chủ của tôi luôn luôn ủng hộ cho ông Trump. Thưa quý vị, có già có trẻ rồi thì tôi xin được phép mời một vị trung niên. Ở đây có vị trung niên nào lên phát biểu? Ô, có chị, xin mời chị. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết là những cái tài khoản của anh em chúng tôi chắc chắn sẽ không có tổ chức gì được những cái buổi diễn hành giống như là ngày hôm nay nếu không có sự trợ giúp của các vị mạnh thường quân. Và một trong những vị mạnh thường quân chúng tôi muốn nêu tên lên đây để cảm ơn, thứ nhất đó là anh chị Tom Hà. Rất tiếc là anh Tom Hà hôm nay bận nhưng mà có chị có mặt ngày hôm nay. Vâng, anh là cái người ủng hộ không những cho ý kiến rồi đóng góp tài chính để chúng tôi tổ chức cái buổi như thế này, và đặc biệt là tôi lập lên cái trang mạng Facebook mà ủng hộ tổng thống Trump. Người kế tiếp mà chúng tôi muốn cảm ơn đó là chị Hồng Lê của SNT Manufacturing. Chị Hồng Lê đã cho chúng tôi hơn 500 cái t-shirt như thế này. Và sẵn đây chúng tôi cũng xin mời quý vị là vào đón mua những cái t-shirt này để chúng tôi dùng mà chúng tôi bán được những cái t-shirt và những lá cờ như vậy để mà đóng góp vào cái việc tổ chức. Và nếu chúng tôi còn dư thì chúng tôi sẽ đóng góp tất cả số tiền chúng tôi có được vào trong cái quỹ ủng hộ tổng thống Trump. Đại diện cho SND Manufacturing có vài lời, xin mời. Kính chào tất cả các quý vị bà con sân bầu cử của cái đợt bầu cử tổng thống hôm nay. Lời đầu tiên xin chào tất cả, và tôi đại diện cho hãng S&D là công nhân của một hãng ở Garland này để xin phát biểu một đôi lời rất là ít. Đó là chúng ta nên ủng hộ để bầu cử một lá phiếu rất là quan trọng cho Tổng thống Donald Trump. Vì Tổng thống Donald Trump là một người rất giỏi về kinh tế, và ông sẽ làm cho cái nền kinh tế phục hồi cũng giống như là đã từng làm cái nền kinh tế của chúng ta rất là tốt đẹp. Mọi người đều có công ăn việc làm và rất là sống ổn định. Đó chính là điểm mấu chốt để chúng ta có thể là lá phiếu của chúng ta sẽ rất là giá trị đối với Tổng thống Donald Trump. Xin cảm ơn. Đức là người đầu tiên có lẽ là tại Hoa Kỳ đã tổ chức một cái lễ cầu an cho Tổng thống Trump. Đây là một cái việc làm mà rất là ý nghĩa và chúng tôi thấy là rất là hay. Và khi mà chúng tôi đến chỗ tổ chức ở Garland, quý vị cũng biết là rất là khó khăn, là tại vì
có muốn ảnh hưởng đến cái công việc làm ăn của họ, cho nên chúng tôi đi tìm rất là nhiều chỗ. Chúng tôi không dám nghĩ là mượn cái khuôn viên của chùa Đạo Quang này, nhưng mà khi mà chúng tôi về thì mình hỏi thăm thì là hòa thượng Thích Minh Đức rất là nhanh chóng trả lời qua khách của chúng tôi là hòa thượng sẵn sàng cho chúng ta dùng cái khuôn viên của chùa Đạo Quang này, cái ngôi chùa rất là đẹp của chúng ta. Vì vậy chúng tôi xin đại diện ban tổ chức cảm ơn tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay, và đặc biệt cảm ơn đại lão hòa thượng Thích Minh Đức và tất cả đạo hữu của chùa Đạo Quang. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Honor the Texas flag. I pledge allegiance to the Texas, one state under God, one and indivisible. Xin quý vị chuẩn bị để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị dành một phút để tưởng nhớ đến nạn nhân của cuộc chiến tranh quốc cộng do Cộng sản Việt Nam tạo ra, đã làm chết hàng triệu người Việt Nam cả hai miền Nam và Bắc. Chúng ta tưởng nhớ đến nạn nhân, những người anh em, đồng bào của chúng ta sau năm 1975 đã ra đi tìm đường tự do, và hơn nửa triệu người đồng bào của chúng ta đã chết ở miền Đông, ở trong rừng núi vì cái lý tưởng tự do. Chúng ta cũng dành những phút này để tưởng nhớ những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thời trẻ của họ, chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng xin dành phút này để cảm tạ Thượng Đế đã cho chúng ta tìm được lý tưởng tự do, được sống trên cái mảnh đất yên vui này. Và một lần nữa chúng ta có mặt ngày hôm nay để ủng hộ một vị tổng thống sẵn sàng hy sinh để tranh đấu cho những lý tưởng của chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Tôi rất hân hạnh thân mời anh Nguyễn Kinh Luân là trưởng ban tổ chức của ba kỳ tập họp cũng như là diễn hành để ủng hộ Tổng thống Trump lên đây để có đôi lời chào mừng quý vị. Xin mời anh Nguyễn Kinh Luân. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây trước là để nói lên cái tinh thần của tập thể người Việt bị nạn cộng sản ủng hộ Tổng thống Trump. Lý do mà chúng ta ủng hộ lẽ nó liên quan rất nhiều tới Việt Nam, tới tình trạng của Việt Nam hiện tại. Và bởi vì chúng ta tin rằng nếu Tổng thống Trần Cường tái đắc cử thì sự đối phó với lại Trung Cộng là một điều chắc chắn sẽ phải xảy ra. Thì chúng ta hy vọng rằng
qua sự đối phó đó, đất nước Việt Nam sẽ có những thay đổi thuận lợi cho cái công cuộc đấu tranh cho nền dân chủ độc lập của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ không phải chịu cái sự kèm kẹp của Trung Cộng nữa. Đó là lý do riêng. Và lý do chung, qua 4 năm Tổng thống Trump đã làm rất nhiều việc cho đất nước Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể hãnh diện nói rằng ngày hôm nay chúng ta có thể hãnh diện nói rằng chúng ta là một người Mỹ, là bởi vì những điều ông ta làm không chỉ ảnh hưởng tới những cá nhân bình thường như chúng ta nữa, mà nó ảnh hưởng cả thế giới và ảnh hưởng theo chiều hướng tốt đẹp. Người dân Mỹ, quân đội Mỹ, kinh tế Mỹ cũng như những lĩnh vực khác đều có tiến bộ rất nhiều, đặc biệt về vấn đề Trung Đông. Chưa có vị tổng thống nào có thể là tạo ra được những cái sự kiện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Chính tay ngài đã giúp đỡ tạo ra ba cái thỏa ước mà ngày xưa cả bao nhiêu đời tổng thống không làm được, giữa Do Thái và các nước Ả Rập. Đó là một cái điểm son mà của tổng thống. Và chúng tôi tin rằng ngày hôm nay chúng ta đến đây không những chỉ là yểm trợ cho cái tập đại diện cho cái tập thể ở đây để nói lên cái tấm lòng của chúng ta, mà chúng ta còn đại diện cho tất cả các cái tập thể người Việt tị nạn cộng sản ở trên đất nước Hoa Kỳ nói lên cái tấm lòng của chúng ta đối với tổng thống. Và chúng tôi mong rằng tổng thống sẽ tiếp tục đắc cử và lèo lái con thuyền quốc gia Hoa Kỳ thêm 4 năm nữa. Và đây là cái giờ mà kết thúc ở tại khuôn viên của chùa Đạo Quang, và mà đoàn xe đi rally để ủng hộ cho tổng thống Donald Trump cũng như là đảng Cộng hòa đã kết thúc. Và bây giờ thì và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi đang chụp hình kỷ niệm với tất cả những người mà đã giúp đỡ chúng tôi, đó là đây là cái Texas Defense Force, Texas Defense Force cũng như là cảnh sát cũng đã đi để mà yểm trợ cho đoàn biểu tình. Donald Trump, four more years. Donald Trump, four more years. Four more years. Four more years. Donald Trump, four more years. Thì Nhi xin kính chào quý khán giả và kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, rất tiện lợi và dễ dàng. Bằng cách quý vị có thể download một cái application trong cell phone của quý vị, click vào App Store và click on Search, và quý vị có thể đánh vào Audio Now và quý vị lấy tay đẩy xuống hoặc kéo ngang qua lại, quý vị sẽ thấy logo của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và quý vị click on logo, click Get và Install. Với app logo này có hai option để quý vị có thể nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là nghe live hoặc nghe qua phone, rất dễ dàng.
bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng application trên chính những chiếc phone của quý vị. Sài Gòn Dallas Radio.com quảng cáo trên làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Địa chỉ 10935 Estee Lane, phòng 180, Dallas, Texas 75238. Điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563. Radio. Dạ, khắp nơi có thể